vốn thì ngắm. Khi quân dự nộp Đức Chúa Giêsu cho A-nan là cha vợ Cai-pha làm thầy cả Giu-rêu, mà Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khó trong nhà ấy, đoạn mới nộp cho Cai-pha. Bây giờ có một người các quan xỏ tay vào bao sắt, mà vả ngang mặt Đức Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ. Thầy cả Giu-rêu nghe thấy Đức Chúa Giêsu xưng mình là con Đức Chúa Trời thì mắng rằng: ấy bay đã thấy nó nói lời lỗi làm vậy, còn tìm chứng nào làm chi nữa, mà chẳng xiết đi cho rồi. Đêm mây quân dự bắt trói cánh tay Đức Chúa Giêsu vào cột đá, mà lấy khăn che mặt, đoạn mới nhổ cùng giật tóc và râu Đức Chúa Giêsu, lại lấy roi cùng bên dưới hài đi đánh ngang mặt, lại vả thâu đêm 400 lần. Đêm mây có kẻ hỏi ông Thánh Phê-rô rằng: ông phải đầy tớ Giê-xu chăng? Ông Thánh Phê-rô liền sợ mà chối 3 lần rằng: tôi chẳng biết người ấy là ai. Đức Chúa Giêsu thương mà trở mặt ra xem ông Thánh Phê-rô. Bây giờ người ăn năn tội ấy lắm, ra ngoài khóc lóc chẳng có khi dừng. Trọn đời đến sớm mai gà gáy nhớ đến tội xưa, liền khóc lóc. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, 3 kinh kính mừng: thương Đức Chúa Giêsu chịu thương khó vì chúng tôi, xin cho chúng tôi mạnh
sức mà xưng đạo Đức Chúa Giêsu ra. Kẻo ngày nào trôi trăng